Công Phượng đã ra sân nhường lại vị trí cho Hà Đức Chinh. Ở trong hiệp 2, U23 Việt Nam của chúng ta bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Quang Hải. Vẫn là Quang Hải. Bốn cầu thủ của U23 Qatar đã vây quanh Quang Hải tình huống vừa rồi. Ở trận đấu gặp U23 Iraq sau khi vào sân thì Đức Chinh cũng đã đóng góp vào chiến công của U23 Việt Nam với một bàn thắng. Và Đức Chinh cũng là một trong 5 cầu thủ đã thực hiện thành công ở loạt đá luân lưu. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ thứ 2. Manibo. Thì một trận đấu này là một hiệp đấu mà trọng tài người Singapore, ông Mohamed Taki đã có nhiều tình huống xử lý chưa thực sự chính xác, đặc biệt là có phần gây bất lợi cho U23 Việt Nam. Ít nhất thì chúng ta cũng xứng đáng được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm của U23 Qatar ở những phút cuối hiệp 1. Đức Huy. Đây là một giải đấu mà chúng ta đã phải đối mặt với quá nhiều những thách thức, nhưng các cầu thủ chúng ta đều đã vượt qua. Và hy vọng hôm nay chúng ta sẽ lại vượt qua những trắc trở như vậy. Ở trận đấu với U23 Iraq thì ông Christopher Bridge cũng một lần thổi penalty không chính xác và một lần chúng ta đã việt vị. Nhưng trọng tài không hề phất cờ, không có tiếng còi nào cất lên. Rất may là Tiến Dũng vẫn kịp đổ người. Đường truyền của Duy Mạnh. Đức Chinh. Lỗi rồi. Rất có thể Quang Hải sẽ là người thực hiện quả đá phạt này cho U23 Việt Nam. Các trung vệ như Tiến Dũng cũng sẽ góp mặt trong khu vực cấm địa. Duy Mạnh cũng đã dâng lên. Trận đấu trước thì từ cú đá phản góc của Quang Hải, Hà Đức Chinh đã chạy chỗ và đánh đầu cắt mặt rất hay. Không, đó là tình huống đá phạt góc của Xuân Trường, đúng không ạ? Vâng. Đường truyền của Đức Huy. Thường thì trong cách đá của U23 Việt Nam, khi chúng ta được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của chúng ta thì Quang Hải sẽ là người thực hiện. Còn nếu là bên phía cánh trái, nếu Công Phượng có mặt trên sân thì Công Phượng là người thực hiện. Còn nếu không sẽ là Xuân Trường. Ông Park Hang-seo trong hiệp 1 cũng đã có một số tình huống tỏ ra khá bất bình với những tiếng còi của trọng tài người Singapore. Hashim Ali. Anwes Ali. Afif. Một cầu thủ rất nguy hiểm. Bóng đập trúng mặt cầu thủ của chúng ta, đó là Duy Mạnh. Akram Afif chính là người thực hiện thành công quả penalty trong hiệp 1. Sau khi Anwes Ali ngã trong vòng cấm của U23 Việt Nam. Duy Mạnh đã bị choáng và thậm chí đã chảy cả máu mũi. Trong hiệp 1 thì cũng đã có một tình huống mà nếu Công Phượng không nhanh tay để che mặt thì cũng đã phải nhận một đòn rất đau sau cú phá bóng ngay trước mặt của trung vệ đội bạn. Còn đây là tình huống dẫn tới hình ảnh được ăn mừng của cầu thủ U23 Qatar. Thực sự thì đó là một pha bóng chưa rõ ràng để có thể thổi penalty. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Duy Mạnh phải nằm sân để được các bác sĩ chăm sóc. Ở trận đấu trước thì Duy Mạnh đã phải rời sân ở phút 80.
Đây là một giải đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt với một loạt những đội bóng rất mạnh. Chúng ta phải vượt qua những ngọn núi đúng nghĩa, mà cứ ngọn núi sau lại cao hơn ngọn núi trước. Rõ ràng việc chúng ta đi đến tận trận bán kết này là một điều phi thường, một điều hết sức kỳ diệu. Nhưng điều phi thường đó đến không phải ngẫu nhiên, mà tất cả là do nỗ lực của các cầu thủ, của ban huấn luyện. Các cổ động viên có mặt ở Thường Châu đang tiếp lửa cho Duy Mạnh và các cầu thủ của chúng ta ở dưới sân. Sau chiến thắng trước đội tuyển U23 Iraq ở tứ kết thì đã có rất đông cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Người có thể thế vào vị trí của Duy Mạnh trong trường hợp trung vệ Mao số 11 không thể tiếp tục thi đấu là Thành Trung. Duy Mạnh là một trong những người chơi hay bậc nhất ở hệ thống phòng ngự của chúng ta tại giải đấu lần này. Bóng chạm chân của Đình Trọng. Đó là cú dứt điểm thuộc tuyến 2 của Hasim Ali. Đây chính là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 3 cho U23 Qatar trận tứ kết trước cầu thủ Palestine. Ahmad Duzande. Và bắt bóng rất tốt của Bùi Tiến Dũng. Trong những hoàn cảnh khó khăn thì những pha bắt bóng như vậy sẽ tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho các đồng đội. Đường truyền của Xuân Trường. Quyền ném biên thuộc về chúng ta. Duy Mạnh đã bước vào sân và tiếp tục thi đấu. Tiến Dũng, Đình Trọng, pha trả bóng của Duy Mạnh. Xuân Mạnh. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai cũng là khoảng thời gian chơi tương đối hiệu quả của U23 Qatar. Trong bốn trận đấu đã qua thì họ đã ghi được tổng số 2 bàn thắng trong khoảng 15 phút đầu tiên này. Chúng ta đã đoạt được bóng. Phan Văn Đức.
Quả đánh đầu của Đình Trọng chính xác. Văn Thanh, Tiến Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh. Đình Trọng cú chào bóng dài, Hà Đức Trinh. UEFA Qatar đang có lợi thế dẫn bàn và họ đang kéo thấp đội hình. Đức Trinh, Đức Huy, Tiến Dũng. Trong số 3 trung vệ thì Bùi Tiến Dũng là người có thiên hướng đá lệch sang trái. Văn Thanh, lỗi từ phía sau của Hasim Ali. UEFA Việt Nam đang đẩy cao đội hình. Những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt nhất của UEFA Việt Nam đều đang lên tham gia tấn công. Đứng trước bóng là đội trưởng Lương Xuân Trường. Xuân Trường, bóng lại đến chân của Xuân Trường. Tiếp tục là một pha treo bóng vào trước khung thành Qatar. Pha đưa bóng lên của Manibo. Toàn bộ đội hình của UEFA Qatar đã lùi về tham gia phòng ngự ở tình huống vừa rồi. Của Akram Afif. Ali, cú sút vọt sang ngang của Amos Ali. Hai cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của UEFA Qatar vừa có một pha phối hợp khá lý. Xuân Trường, cho đến nay thì U23 Qatar đã có 6 pha dứt điểm. Áp sát, Quang Hải đọc tình huống tốt, vẫn có. Đó là ý đồ bỏ bóng lại cho Phan Văn Đức của Đức Trinh. Chúng ta đã đoạt lại bóng rồi. Đức Trinh, Phan Văn Đức, Quang Hải. U23 Việt Nam đang đẩy cao đội hình nhưng chúng ta sẽ phải rất đề phòng với những tình huống phản công của đội bạn. Và xử lý đầy cố gắng của Duy Mạnh. Sự thay đổi người đầu tiên của U23 Qatar. Salem Al-Haji là người rời sân. Cầu thủ được tung vào sân là Abdullah. Break.
Ali, Akram Afif, Việt vị, lỗi việt vị của Amos Ali. Sự thay đổi cầu thủ thứ hai bên phía U23 Việt Nam, Duy Mạnh ra sân và lần đầu tiên Nguyễn Phong Hồng Duy được ra sân tại giải đấu năm nay. Vài đã thổi phạt Hà Đức Chinh. Có thể là chúng ta sẽ chơi với 4 hậu vệ trong những phút còn lại. Pha chạm bóng đầu tiên của Nguyễn Phong Hồng Duy. Nguyễn Phong Hồng Duy là một trong 8 cầu thủ đã dự giải U23 châu Á năm 2016. Và cho đến hôm nay, với sự xuất hiện ở trên sân thì tất cả các cầu thủ đã từng dự giải đấu 2 năm về trước đều đã được góp mặt ở sân chơi này. Tarek Salman. Tiến Dũng. Xuân Mạnh. Như vậy Văn Thanh đã di chuyển sang cánh phải sau khi Đỗ Duy Mạnh rời sân. Hồng Duy thay vào sẽ thay vào vị trí của Văn Thanh bên phía cánh trái. Sự thay đổi này huấn luyện viên Park Hang-seo muốn mang đến sự cân bằng nhiều hơn cho những tình huống tấn công biên. Nguyễn Phong Hồng Duy ngoài vị trí của một hậu vệ thì cũng có khả năng dâng cao tốt. Đây là pha bóng rất quen thuộc của U23 Qatar. Cú phất bóng dài lên phía trên cho Amos Ali bắt tốc độ. Lỗi rồi. Salman đẩy lỗi sau với Hà Đức Chinh. Đường chuyền của Quang Hải cho Đức Chinh. Phan Văn Đức. Đức Huy. Phan Văn Đức vẫn còn cho thấy được khả năng đeo bám rất tốt của mình. Không được. Quang Hải. Đình Trọng. Trong số những cầu thủ đang đá phòng ngự thì ba người sẽ rất ít dâng lên, đó là Đình Trọng, Tiến Dũng và Xuân Mạnh. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Một pha phạm lỗi cần thiết của Lương Xuân Trường. Bóng đang trong chân nhạc trưởng Akram Afif. Ahmad Duzande. Anrawi. Hasim Ali. Tarek Salman. Break. Break.
Cơ hội cho chúng ta, Xuân Trường. Cơ hội phản công. Phan Văn Đức. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Không được. Đức Trình. Quả đá phạt gián tiếp cho cầu thủ 23 Việt Nam. Không có gì phải tranh cãi quả đá phạt này cả. Một pha chuyền bóng về và thủ môn bắt bóng. Rất chính xác. Bóng đã chạm chân của người đã mở tỷ số trận đấu, Akram Afif. Akram Afif đã rất chủ động chuyền bóng về cho thủ thành Mohamed Ambakri ở tình huống này. Cơ hội để U23 Việt Nam có bàn thắng cân bằng tỷ số. Không biết là ông Park Hang-seo đã tập cho các học trò của mình thực hiện những tình huống đá phạt như thế này chưa? Nhìn những động tác hướng dẫn của ông thì rõ ràng tôi nghĩ là đã tập rồi. Tất nhiên trước một đối thủ U23 Qatar với phần lớn những người lập hàng rào đều có chiều cao tốt thì chúng ta sẽ phải rất khôn ngoan ở tình huống này. Có lẽ không chỉ các cổ động viên Việt Nam đang nín thở trước quả đá phạt dành cho chúng ta rất hồi hộp, mà rất nhiều hàng triệu cổ động viên cũng đang nín thở trước màn hình TV. Quang Hải, Văn Thanh, Xuân Trường là những người đang đứng trước quả đá phạt. Sẽ có một chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Moin của U23 Qatar. Vai trò của Xuân Mạnh cũng là rất quan trọng. Chúng ta đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quá hay! Quá vào! Bóng đã chạm sang ngang. Và dàn xếp của chúng ta là rất tốt. Cú đá của Hải cũng rất tốt rồi. Phút đầy sóng gió về phía khung thành của Qatar. Quá tiếc cho tình huống này. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho sàng ngang của U23 Qatar rung lên bần bật, nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Có thể hiểu được cảm xúc của ông Park Hang-seo. Đó cũng là cảm xúc của tất cả chúng ta. Nhưng thế trận mà chúng ta tạo ra trong 10 phút vừa rồi là rất khởi sắc. Phan Văn Đức, Hồng Duy và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Quang Hải tại giải đấu năm nay. Chỉ ít phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng sàng ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cầu thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar, và đó là điều mà chúng ta đã khai thác được. Đó là một trong những điểm yếu của U23 Qatar đã được ban huấn luyện U23 Việt Nam nghiên cứu. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 là một kết quả công bằng dành cho U23 Việt Nam sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng ta. Đường chuyền của Xuân Trường. Tỷ số đã cân bằng nhưng lợi thế tinh thần đang thuộc về U23 Việt Nam. Chúng ta cần phải biết cách tận dụng.
Chỉ khoảng 1 phút sau khi bóng dội sang ngang, U23 Việt Nam đã có bàn thắng. Đây không phải là lần đầu tiên các cầu thủ chúng ta phải nằm sân như thế này. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài. Chúng ta chưa được theo dõi kỹ tình huống dẫn tới việc trận đấu đang phải tạm dừng. Sự áp sát của Quang Hải là rất nhanh. Một pha phối hợp giữa hai cầu thủ thuận chân trái bên phía U23 Việt Nam. Nhưng đây là một cú ghi bàn bằng chân phải. Đó là một bàn thắng thể hiện rất rõ tinh thần không bỏ cuộc của U23 Việt Nam. Bởi thông thường thì trước những hậu vệ cao to như vậy và bất lợi hoàn toàn thuộc cho về Quang Hải trong tình huống vừa rồi, nhưng cầu thủ của chúng ta vẫn áp sát và thực hiện cú ra chân cực nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là tất cả những gì có thể nói về bàn thắng gỡ hòa 1-1 của U23 Việt Nam. Thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai này chắc chắn sẽ nhiều hơn so với hiệp 1. Sẽ phải có ít nhất là 4 phút bù giờ. Tarek Salman. Sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ gia tăng thêm tốc độ ở bên phía cánh trái của U23 Việt Nam. Và sự cân đối cũng sẽ đến ở cánh phải khi Văn Thanh đã chuyển sang hướng này. Sự cơ động của Quang Hải đã đưa bóng đến vị trí của Đức Chính. Quang Hải! Vậy! Vẫn còn Đức Chính. Tung ơi. Lỗi cao chân. Đội trưởng của đội bạn đã lăn xả để khiến cho cú đá của Quang Hải không được như ý. Pha bóng vừa rồi là một pha bóng đầy quyết tâm của U23 Việt Nam. Chúng ta chủ động đoạt bóng và băng lên với tốc độ rất cao. Và khi Quang Hải đã chỉnh sửa thước ngắm và định thực hiện một cú cửa lòng thì Moin đã ập vào. Bàn thắng thứ hai đã đến rất gần với Quang Hải và U23 Việt Nam. Nhưng cầu thủ của U23 Qatar đã lăn xả để cứu thua. Ahmad Duzade. Akram Afif. Giờ là lúc chúng ta lại củng cố lại khâu phòng ngự. Đúng như vậy, đây là thời điểm U23 Qatar sẽ dâng cao đội hình. Ta lại đang bắt đầu bước vào một khoảng thời gian rất nhạy cảm của trận đấu. Phút thứ 75 rồi. Đức Huy. Quang Hải rất nhanh. Xuân Trường đường truyền chính xác cho Văn Thanh. Văn Thanh với một pha băng vào xứng khu đáng phải mang đến một thẻ vàng. Thẻ vàng hoàn toàn xứng đáng dành cho Salman. Một pha băng vào trung lộ bất ngờ của Văn Thanh, hoán đổi vị trí đồng đội của mình. Nếu không có cú phạm lỗi của Tarek Salman, Văn Thanh đã vượt qua và có thể là khung thành
của Mohamed Al Bakri đã phải chịu một phen sóng gió. Vẫn sẽ là một quả đá phạt của Lương Xuân Trường. Xuân Trường. Và pha bóng của đội trưởng bên phía U23 Qatar. Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy. Đức Trinh. Đó là một trong những lý do để Đức Trinh được lựa chọn. Quan sát thế trận trên sân thì ông Park Hang-seo hiểu rằng đội bóng của mình cần một tiền đạo có khả năng can lướt tốt, có thể hình tốt, vì hai trung vệ của U23 Qatar đều rất to cao. Và chạm bóng chính xác của Văn Thành. Xuân Trường. Văn Thành. Quang Hải chạm bóng tinh tế. Rất hay. Cơ hội Phan Văn Đức. Đức Trinh. Nguyễn Phong Hồng Duy. Đức Huy. Nguyễn Phong Hồng Duy. Các vị trí của chúng ta liên tiếp hoán đổi vị trí rất linh hoạt. Hồng Duy. Có thể thấy rõ ý đồ và những tính toán cực kỳ cụ thể của huấn luyện viên Park Hang-seo khi tung Nguyễn Phong Hồng Duy vào sân để đẩy Quang Thanh sang bên phía cạnh, Văn Thanh sang bên phía cánh phải. Và nó đang giống như hai gọng kìm mà chúng ta có được trong những pha tấn công. Gần như tất cả những sự thay đổi người của huấn luyện viên Park Hang-seo từ đầu giải đều rất chính xác. Bất kỳ cầu thủ nào khi nhận được sự tin tưởng cũng đều phát huy được khả năng của mình. Amadou Zade. Và xử lý dứt khoát của Bùi Tiến Dũng. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn lại khoảng hơn 10 phút. Khoảng thời gian rất nhạy cảm của trận đấu. Nhưng thời gian bù giờ của trận đấu này thì sẽ ít nhất là có 4 phút. Thêm một trận đấu nữa, chúng ta lại đang có tỷ số hòa 1-1. Giống như trước U23 Iraq, nhưng lần này thì chúng ta là đội rượt đuổi và đã rượt đuổi thành công. Hàng nghìn cổ động viên của U23 Việt Nam đang có mặt trên sân vận động Thường Châu. Nguyễn Phong Hồng Duy rất nỗ lực. Sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy vừa mang đến những phương án tấn công ở biên trái, lại không thiếu những pha tranh cướp bóng đủ quyết liệt để làm chùn chân đối thủ. Phút 80 rồi. Khoảng thời gian rất quan trọng của trận đấu. Phương án tấn công quen thuộc. Tiến Dũng là người đã giải nguy. Phan Văn Đức.
Anraoui. Đường chuyền không chính xác. Trung vệ Ba Sam đã chơi rất quyết liệt trong hiệp 1 nhưng đã không còn giữ được sự nhanh nhẹn trong hiệp đấu thứ hai, và trong bàn thua của U23 Qatar có sự chậm chạp của cầu thủ này. Xuân Trường, cú phá bóng của Đức Huy. Phan Văn Đức. Tốt. Và phòng ngự tốt của Hoàn Thành. Tarek Salman. Akram Afif. Afif di chuyển rất rộng. Tarek Salman. Cần phải cản phá quyết liệt hơn. Busane. Đây là thời điểm mà U23 Qatar đang rất nóng lòng có bàn thắng vươn lên. Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính xác. Quả đá biên cho U23 Qatar. Đội bóng Tây Á đã gia tăng áp lực trong những phút vừa rồi. Tarek Salman. Lỗi của Phạm Xuân Mạnh. U23 Qatar tỏ ra có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát. Áp sát. Không có gì khó khăn với Tiến Dũng. Cú đá chân của Akram Hassan Afif. Văn Thành. Người đã tung người phá bóng là Phan Văn Đức. Cũng nhờ những cầu thủ của chúng ta đã kịp thời áp sát nên cú đá của Afif không có chất lượng tốt nhất. Đức Trinh. Tiếp tục là Đức Trinh. Phan Văn Đức. Hơi vội. Luzande. Akram Afif. Abdul Salam. Tarek Salman. Akram Afif. Và xử lý tốt của Đình Trọng. Nhìn cách mà cầu thủ U23 Qatar đang thi đấu những phút vừa qua thì có thể thấy là họ không muốn trận đấu bước vào hai hiệp phụ. Hồng Duy. Xuân Trường. Và chúng ta đang chờ đợi đối phương sơ hở. Uzande. Akram Afif. Nguyễn Phong Hồng Duy là người phá bóng.
quan sát trên sân, chúng ta có thể thấy chính số 10 Akram Afif mới là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar, chứ không phải Anmoes Ali. Anmoes Ali chỉ là công đoạn cuối cho những dây chuyền tấn công mà Qatar thực hiện. Xác. Akram Hassan Afif là người tạo ra những đường chuyền quyết định và cầm nhịp trận đấu. Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát. Tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar. Một tình huống lộn xộn. Lại là một pha bóng đột biến mà Akram Afif gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anmoes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Thực sự đây là một pha bóng mà chúng ta chưa rõ là bóng đã thực sự lăn qua vạch vôi hay chưa. Đức Huy. Lỗi rồi. Hai tình huống chúng ta phải nhận bàn thua đều là những tình huống mang đến rất nhiều sự nuối tiếc. Bàn thua không đáng. Không đáng phải đón nhận dành cho chúng ta. Một lần nữa chúng ta lại phải rượt đuổi khi mà thời gian chính thức không còn nhiều. Xuân Trường. Quang Hải. Chân trái. Wow! Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần. Đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng. Đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt Nam. Rất tốt Đình Trọng. Sẽ có một quả phạt cho Qatar. Lúc này cầu thủ Qatar phải nói là vẫn còn nền tảng thể lực rất tốt, vẫn còn rất khỏe. Nhưng rõ ràng là chúng ta vẫn rất muốn tránh những quả đá phạt như thế này. Dù có thế nào thì các cầu thủ U23 Việt Nam xứng đáng được tôn vinh. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ đã là nhà vô địch trong lòng của người hâm mộ sau chiến thắng trước Iraq và càng xây chắc vị trí đó hơn nữa cho đến lúc này. Nhưng chúng ta sẽ phải rất tập trung ở tình huống này. Quả đá không tốt. Và chúng ta đã có thể thở phào. Đó là cú đá của Andrawi. Phút bù giờ đầu tiên.
một màn rượt đuổi tỷ số tại sân Thường Châu. Và thêm một trận đấu nữa chúng ta trải qua rất là nhiều những cảm xúc đặc biệt, những cảm xúc khác nhau, những lo lắng, những hồi hộp, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc, trong sung sướng. Năm phút là thời gian đá bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Cho đến lúc này thì chúng ta đã có một sự thay đổi người từ vị trí của Đức Trinh và một sự hoán đổi khi Duy Mạnh rời sân. U23 Việt Nam vẫn còn một sự thay đổi người nữa. Nó sẽ là sự lựa chọn trong hiệp phụ nếu như hai đội phải bước vào hai hiệp đấu này. Lúc này thì trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn một quyền thay đổi cầu thủ. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Đức Trình. Nguyễn Phong Hồng Duy. Quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Không hiểu là Moex Sali đang nói gì với Nguyễn Phong Hồng Duy. Và tôi không hiểu là ông Park Hang-seo đã có những toan tính gì trong các buổi tập để những điều chỉnh của ông lại hay đến vậy. Chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Phong Hồng Duy rõ ràng đã tạo nên một làn gió mới ở bên phía cánh trái. Những cơn lốc ở bên trái thực sự. Nhưng cái lạ là Duy gần như rất ít đá với đội hình này trong những trận đấu chính thức. Phút bù giờ thứ 3. Và Xuân Trường đang đứng trước quả đá phạt. Một bàn thắng vào lúc này sẽ là dấu chấm hết cho U23 Qatar. Quả đá phạt góc. Những áp lực mà chúng ta tạo ra trong những phút bù giờ này là rất đáng kể. Và khi Xuân Trường bước ra chấm đá phạt góc thì tôi lại nhớ lại khoảnh khắc mà Hà Đức Chinh đã mang đến ở trận tứ kết gặp U23 Iraq. Đúng là như vậy, tôi đang nhìn vào chiếc áo số 13, Quang Hải, dứt điểm, vẫn còn. Cú đá cuối cùng là của Phạm Văn Đức. Đình Trọng. Những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh, Đức Trinh. Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar hoảng loạn. Chúng ta vẫn được hưởng những quả đá phạt góc. Bên cánh phải sẽ do Quang Hải thực hiện. Cánh trái là do Xuân Trường. Quả đá của Quang Hải. Tiến Dũng. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Đó là Xuân Mạnh. Trả bóng chính xác. Cú sút xa. Phút bù giờ cuối cùng rồi. Giải nguy chính xác. Hasim Ali. Giây cuối cùng. Abdulrahman. Trọng tài sẽ thổi còi kết thúc thời gian chính thức và hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.
Như vậy là trận đấu thứ hai liên tiếp U23 Việt Nam phải bước vào thời gian thi đấu của hai hiệp phụ. Chúng ta đã mất quá nhiều sức sau